đi chiết tính giá cho tour này bằng cách chuột phải, chọn chiết tính tour. Lúc này hệ thống sẽ mở ra bảng chiết tính với đầy đủ các dịch vụ mà chúng ta đã tích chọn trong 2 ngày đi tour, bao gồm khách sạn, vận chuyển, nhà hàng, hướng dẫn viên và vé tham quan. Và đây là các khoảng khách mà chúng ta sẽ chiết tính cho tour này. Để thay đổi khoảng khách hoặc chúng ta có thể loại bỏ những khoảng khách mà chúng ta không cần chiết tính, chúng ta sẽ vào cấu hình chiết tính, chọn quản lý khoảng khách. Chúng ta sẽ xóa những khoảng khách mà chúng ta không cần chiết tính. Sau đó chúng ta sẽ xét số chỗ ô tô trên từng khoảng khách. Sau đó chúng ta sẽ đóng lại. Như vậy hiện tại bảng chiết tính của chúng ta chỉ chiết tính trên 2 khoảng khách từ 1 đến 4 khách và từ 25 đến 29 khách. Và để chiết tính giá cho từng dịch vụ, chúng ta sẽ click vào đơn giá trên là khách sạn. Chúng ta sẽ chọn khách sạn, chúng ta sẽ chọn khách sạn Ninh Bình Hotel, chọn phòng tương ứng và bấm chọn. Hệ thống sẽ tự động lấy giá và chúng ta sẽ lưu lại. Và giá cũng sẽ được tự động chia trên các khoảng khách. Tiếp theo đến khu vực vận chuyển, chúng ta cũng click chọn, chọn các nhà xe tương ứng với số chỗ. Chúng ta có thể nhập trực tiếp nội dung của nhà cung cấp xe du lịch Ninh Bình. Nếu xe này sử dụng trong cả 2 ngày thì chúng ta sẽ tích chọn 2 ngày. Và giá xe ở đây là giá xe cố định, có nghĩa là cả hành trình 2 ngày là chúng ta sẽ chi trả cho nhà cung cấp là 2,2 triệu. Nếu chúng ta chọn biến đổi thì 1 ngày chúng ta sẽ là 2,2 triệu và 2 ngày sẽ là 4,4 triệu. Tôi sẽ để cố định. Tương tự đối với xe 29 chỗ, chúng ta cũng chọn nhà xe, chúng ta có thể sửa xe ở đây. Chúng ta cũng tích chọn 2 ngày và chọn là giá xe cố định. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại. Như vậy chúng ta đã vừa chọn xong giá xe trên từng khoảng khách. Tiếp theo đến khu vực nhà hàng, chúng ta cũng chọn nhà hàng. Tôi vẫn chọn Ninh Bình Hotel và chọn các bữa ăn của nhà cung cấp. Giả sử bữa ăn sáng, giả sử tôi chọn bữa ăn trưa, sẽ ăn nhà cung cấp Ninh Bình Hotel này trong 2 ngày và giá sẽ là giá biến đổi. 1 ngày 200.000, 2 ngày sẽ là 400.000 một người. Chúng ta sẽ lưu lại. Để nhập thêm bữa ăn trong 1 ngày, chúng ta có thể click vào dấu cộng để thêm một bữa ăn. Ví dụ tôi thêm một bữa ăn tối, chúng ta có thể tìm kiếm theo từ khóa hoặc lọc theo tỉnh thành để chúng ta tìm nhà cung cấp. Vì tôi sẽ ăn thêm bữa ăn tối ở nhà hàng quê hương 2. Giả sử ngày thứ nhất tôi ăn tối ở nhà hàng quê hương 2 thì tôi sẽ tích chọn ngày thứ nhất, còn không tích chọn ngày thứ hai. Và giá có thể để giá biến đổi và chọn bữa ăn tối, sau đó sẽ lưu lại. Như vậy ngày thứ nhất là chúng ta có 2 bữa ăn, đó là bữa ăn trưa và bữa ăn tối. Tương tự các anh chị có thể thêm nhiều bữa ăn trong 1 ngày bằng cách click vào dấu cộng. Tiếp theo đến khu vực hướng dẫn viên, cũng lựa chọn nhà cung cấp hướng dẫn viên, chọn một hướng dẫn viên, chọn hướng dẫn viên, sau đó ấn chọn. Giả sử hướng dẫn viên này sẽ đi trong cả 2 ngày và giá là giá biến đổi. 1 ngày 300.000, 2 ngày sẽ là 600.000 và chúng ta sẽ lưu lại. Rồi cuối cùng sẽ là vé tham quan. Ví dụ ngày thứ nhất chúng ta sẽ đi Tam Cốc thì chúng ta sẽ chọn Tam Cốc và sau đó chúng ta sẽ lưu lại. Ngày thứ hai, ví dụ ngày thứ hai chúng ta sẽ đi thăm Tràng An thì chúng ta sẽ có thể nhập trên đây để chúng ta tìm kiếm nhanh dịch vụ. Chúng ta tích chọn và chọn lưu lại. Tương tự anh chị cũng có thể tích chọn nhiều vé thắng cảnh trong cùng 1 ngày bằng cách click vào dấu cộng. Sau khi chúng ta chiết tính xong bảng giá thì chúng ta sẽ được giá nét trên từng khoảng khách. Từ 1 đến 4 khách sẽ là 4,8 triệu, từ 25 đến 29 khách sẽ là 1,644,000 trên 1 khách. Đối với tour six sẽ khác tour đoàn là chúng ta không thể biết trước được số lượng khách sẽ book là bao nhiêu khi chúng ta mở bán tour. Ví dụ chúng ta mở bán 25 chỗ thì chúng ta sẽ không biết được là khách có đặt full 25 chỗ hay không, hay là chỉ được 15 chỗ. Chính vì vậy chúng ta không thể mark up rate phần trăm trực tiếp trên bảng chiết tính được, mà chúng ta sẽ phải nhập ở trong phần cấu hình chiết tính, chọn cấu hình xích tour. Chúng ta sẽ dựa trên giá net service là giá tối thiểu mà chúng ta sẽ phải thanh toán cho nhà cung cấp để chúng ta sẽ tính ra được giá, giá agent và cho khách lẻ. Ví dụ giá net cỡ khoảng từ 1 đến 4 khách là 4,8 triệu, thì giá net tối thiểu cũng có thể là 4,8 triệu, hoặc chúng ta có thể nhập lớn hơn là 4,9 triệu. Giá bán cho agent chúng ta có thể nhập ví dụ 5,300,000, và giá bán cho khách lẻ chúng ta có thể nhập là 5,500,000. Tương tự đối với nhóm từ 25 đến 29, giá net service là 1,6 triệu, chúng ta có thể nhập là 1,8 triệu. Giá bán cho agent sẽ là 2 triệu và giá bán cho khách lẻ sẽ là 2,5 triệu chẳng hạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ lưu lại.
Sau khi chúng ta sẽ lưu lại thì chúng ta sẽ được giá bán cho Agent và giá bán khách lẻ trên bảng chiết tính. Ở khu vực cấu hình chiết tính, chúng ta có thêm các công cụ như quản lý hành trình để chúng ta có thể truy xuất nhanh vào hành trình của tour để chúng ta có thể chỉnh sửa nội dung tour hoặc tích chọn các dịch vụ nếu chúng ta cần thêm. Tiếp theo đó là quản lý thời gian áp dụng. Chúng ta có thể thêm nhiều khoảng thời gian áp dụng cho tour này. Ví dụ giá có thể thay đổi vào các mùa cao điểm và mùa thấp điểm thì chúng ta sẽ thêm các khoảng thời gian đó vào đây. Tiếp theo là xóa trắng bảng chiết tính, là chúng ta sẽ xóa trắng toàn bộ bảng chiết tính này và chiết tính lại. Quản lý khoảng khách thì chính là cái việc chúng ta sẽ thêm mới hoặc xóa những khoảng khách mà chúng ta không sử dụng trong quá trình chiết tính. Tiếp theo, cấu hình xích tour chính là việc chúng ta sẽ nhập các giá bán cho agent và giá bán cho khách lẻ dựa trên giá net service. Chương trình tour là chúng ta có thể xuất chương trình tour kèm giá trên từng khoảng khách để gửi cho khách hàng. Cuối cùng là export bảng chiết tính, là chúng ta sẽ xuất toàn bộ bảng chiết tính này để chúng ta có thể gửi cho quản lý để duyệt giá. Và quay trở lại list danh sách, chúng ta nhìn thấy tour du lịch Hà Nội Ninh Bình đã hiển thị màu xanh, có nghĩa là chúng ta đã chiết tính đầy đủ và tour này các bạn xem có thể mang đi bán. Ngoài ra với các công cụ như chuột phải thì chúng ta có thể xem tour, sửa tour hoặc xóa tour này, hoặc chúng ta có thể nhân bản tour. Nhân bản tour là chúng ta có thể đổi từ tour sick sang tour private, chính là tour đoàn, dựa trên cái nội dung và bảng chiết tính của tour sick này để chúng ta sẽ đổi sang tour đoàn. Tiếp theo, đối với tour sick, sau khi chúng ta xây dựng nội dung chương trình và chiết tính giá xong thì chúng ta sẽ đi mở bán cho tour này bằng cách chuột phải chọn mở bán tour. Hiện tại là ngày 9 tháng 6 nên ngày 9 sẽ được bôi xanh. Ví dụ chúng ta sẽ mở tour này trong toàn bộ tháng 6 và chỉ mở vào những ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ chọn từ ngày 10 tháng 6 đến 30 tháng 6 và mở vào ngày thứ bảy, số chỗ là 50 chỗ và chúng ta sẽ ấn lưu lại. Như vậy là lịch trong tháng 6 của chúng ta vào ngày thứ bảy sẽ được mở bán tour này với số chỗ là 50 chỗ, sau đó chúng ta sẽ lưu lại. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong xây dựng nội dung và chiết tính giá tour của một tour ghép nhóm lẻ, cũng như chúng ta đã mở bán xong tour này và lúc này các bạn sale có thể hoàn toàn sử dụng tour này để mang đi bán cho khách hàng.